Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Nhân Trường Sống, với câu chuyện đầu tiên do chú có Facebook là Ngô Huỳnh chia sẻ vào năm 2021. Vào khoảng những năm 1960 của thế kỷ trước, không hiểu vì sao mà dân làng tôi lại tập trung ra dỡ phá chùa làng, một quần thể tâm linh cổ kính mà bây giờ có thật nhiều tiền cũng không làm lại được. Hồi đấy nghe nói là thực hiện cuộc cách mạng văn hóa. Lúc đấy tôi còn nhỏ, loáng thoáng có nhớ lại một số sự việc diễn ra trong suốt thời gian thực hiện phá chùa làng. Gọi là chùa làng nhưng thực tế có 3 ngôi, gồm phủ, miếu và chùa. Tất cả đều quay hướng nam và nằm so le trên một khu đất rộng. Một bên có vườn trồng hoa cây cảnh, được gọi là vườn chùa. Ngôi phủ thì nằm trên cùng, quay ra cánh đồng Phú Chử, rộng mênh mông đến tận đê sông Hồng. Có hai cột trụ hình vuông, và đặc biệt cột trụ bên phải được xây rỗng, phía dưới để ô trống dùng để thiêu hóa tiền vàng. Khói được thoát ra miệng một con nghê ở trên. Mỗi dịp tuần rằm, khi đốt tờ tiền thì lũ rơi bay loạn xạ từ miệng con nghê đó. Trong phủ thì chỉ có một cái bàn thờ được che tấm mảnh. Ngôi miếu nằm sau cao hơn, có 3 bậc chạy dài. Phía trong có một cái bàn thờ khá to, nhiều bức đại tự, hoành phi, câu đối, cùng với nhiều loại binh khí như đao, kiếm, chùy và nhiều thứ khác mà tôi không nhớ hết được. Ngôi chùa thì nằm cuối cùng. Phía trước sân ở chính giữa là một con rùa bằng đá xanh quay đầu trầu vào. Bên cạnh thì có cây mít to cỡ phải gần 2 vòng tay ôm mới xuể. Hai bên giáp cửa chùa là 2 con sấu bằng đá trông giống như 2 con ngựa đứng trầu vào. Trong chùa thì có rất nhiều tượng, cách sắp xếp như ở các chùa mà tôi đã từng tham quan, thứ tự từ thấp đến cao dần. Trên cùng là những pho tượng đồng, hai tay to, mắt nhắm nghiền. Đặc biệt là các pho tượng nhỏ này được xếp vào một khu bao gồm thầy trò Đường Tăng, trông giống y hệt như các nhân vật trong phim Tây Du Ký của Trung Quốc gần đây. Thích nhất là tượng Tôn Ngộ Không mà chúng tôi thường đem ra nền chùa ngắm chơi rồi trả lại vào chỗ cũ. Chùa thì không có sư, cũng không có tiểu, chỉ có một người tên là Cụ Ngạch, là thầy cúng hương nhang tuần rằm. Thi thoảng thấy cụ quét phẩy trên các bệ thờ hoặc các pho tượng, còn lại thì thường bỏ xoài, ít người quan tâm, chỉ làm nơi nô nghịch của trẻ con trong làng. Tôi đã chứng kiến có lần một người hơn tuổi tôi trèo hẳn lên cổ của một pho tượng phía ngoài cùng bên phải như là kiệu người. Sau đó anh ta còn dùng tay nhổ ria mép của tượng và cười thích thú. Thế nhưng sau này anh ấy hy sinh ở chiến trường B, là liệt sĩ. Cái hôm rước tượng chuyển lên chùa nước là một ngôi chùa nhỏ ngoài làng, cách khoảng 1 cây số. Vào một buổi tối, dân làng rất đông, lũ trẻ con chúng tôi chạy lăng xăng thích thú. Đi đầu là đội trống ngũ lôi gõ nhịp theo kiểu đám tang. Sau đó là thanh niên hoặc những người khỏe mạnh khiêng vác các pho tượng, rồi đến nhân dân đi sau cùng. Có nhiều bó đuốc được đốt lên ngang đường, khói và tàn tro mù mịt. Một thanh niên đang kiệu pho tượng trên vai, vừa đi vừa quay tròn nô đùa. Chẳng may pho tượng bị quăng xuống đất, tay tượng bật văng ra ngoài, mọi người phải xúm lại lắp sửa. Sau này anh ấy hy sinh ở chiến trường C, cũng là liệt sĩ. Hôm sau thì được biết người ta chỉ để lại một số tượng, còn lại thì hỏa thiêu hết, gom cho vào một khu và xây quây thành những hình tháp có mái cong lưu lại đến giờ, hiện đang nằm trong khuôn viên của chùa Ứng Linh mới xây dựng của làng. Thời gian phá đến bệ thờ, tôi thường có mặt ở đó. Nhớ một lần tôi trèo lên các bệ bị phủ dày bụi và vẩn rác, phát hiện ra có rất nhiều tiền cổ to nhỏ đủ cả nằm lẫn với bụi bặm. Lúc bấy giờ tôi chỉ biết tên đồng cộ, đồng sinh căng, đồng xu đồng có lỗ vuông và 4 chữ nho ở 4 góc, được một gói rất nặng. Sau đem cho cụ nhà bên làm nghề hàn xoong nổi, mà quê tôi gọi là nghề đồng nát. Nhưng điều lạ nhất
là khi san phá nền chùa, mọi người phát hiện ra một chiếc hang tròn bằng quả bưởi, nhẵn thín. Trong hang là một con ốc nhồi khá to, vỏ và miệng rất dày, còn sống ngay chính giữa nền chùa. Có người đoán là do các cụ yểm ngày xưa. Cũng có ý kiến cho rằng do trận vỡ đề năm 1945. Nhưng dù gì chăng nữa thì với cái thời gian dài như vậy, con ốc đó ăn gì để duy trì sự sống cho một cái hang nho nhỏ, nhẵn nhụi, lại nằm khô khan giữa nền chùa như vậy? Thắc mắc này đến nay vẫn chưa giải thích được. Thời kỳ đấy, phong trào hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo quy mô lớn. Công việc làm chung theo điều hành của ông đội trưởng, hàng ngày dựa theo tiếng mõ hoặc tiếng trống là tín hiệu chính cho giờ đi làm, giờ đi họp hoặc giờ đến sân kho lấy thóc, chia theo công điểm. Thế là một phần của đất chùa biến thành chiếc sân kho rộng mênh mông. Sân kho này thì là của cả làng, chủ yếu tụ tập vào các ngày như Tết Trung Thu cho các cháu, các buổi biểu diễn văn nghệ, cây nhà lá vườn. Đội sản xuất của tôi do ở gần nên rất thuận lợi trong việc thu hoạch mùa màng và chia chác sản phẩm. Thế rồi, một chương trình mới diễn ra. Đội sản xuất chúng tôi cùng với đội liền kề chung nhau dựng một dãy chuồng nuôi trâu chạy dài kề với sân kho. Chuồng nuôi lợp dạ, đắp tường đất, có khoảng trên chục con trâu mà không có bò. Việc chăn nuôi chia phen cho từng hộ, nay hộ này thì mai đến lượt hộ khác. Thời kỳ không trúng thời vụ thì phải chăn dắt ngoài đồng hoặc bờ đê. Nếu rơi vào vụ cày bừa thì sáng sớm phải gánh cỏ cho trâu ăn. Các ông canh điền nghe thấy tiếng mõ báo giờ thì chỉ việc đến dắt trâu đi làm. Khu vực chuồng trâu gần sát với sân kho. Một ngày nhiều lượt rong đi rong về, lại gặp mưa nắng thường xuyên nên ô nhiễm nặng. Cha trùng không ai khóc. Phân trâu quyện lẫn với nước đái trâu bốc mùi ra khắp khu vực. Ở cửa chuồng chạy dài luôn đọng nước từng vũng hoặc sền sệt. Cỏ dại đua nhau mọc lên. Sợ nhất là đỉa. Những con đỉa to bằng ngón tay ngò ngoe cái đầu nhọn, cùng với những con đỉa con lúc nhúc từng quầng trong vũng nước. Mùi hôi thối thì nồng nặc, rồi nhặng sinh sôi nảy nở, bay lượn ào ào. Thế rồi thời gian trôi đi. Buổi sáng hôm đấy, có tin phải giết thịt ba con trâu bị ốm, tôi chạy luôn ra hóng xem. Có hai con đã nằm nghiêng, chân sưng to, móng chân chảy mủ, rồi nhặng bâu đầy. Cả hai con mắt đỏ hoe, rỉ mắt đùn ra, hơi thở dồn dập. Riêng con thứ ba nằm chõi hai chân phía trước, mồm kê lên một chân, mắt giáo hoành, miệng vẫn nhai nhưng nước dãi chảnh thành đống ngay dưới miệng. Người ta buộc dây thừng vào cổ, vào sừng của từng con, phía sau dùng đòn gánh và đòn càn, vừa kéo vừa đẩy, lôi ra giữa sân kho. Sau đó họ chặt chân từng con ném vào một chỗ. Tiếp theo là cắt đầu, lột da phanh ra, rồi mới tiến hành mổ xẻ. Tôi còn nhớ hôm đấy người đến xem đông lắm. Nghe kháo nhau là thịt trâu sẽ chia theo khẩu. Nhà tôi lúc bấy giờ có 7 khẩu, chắc cũng được khá. Nhưng tôi chẳng nhớ bữa thịt trâu nào mà tôi được ăn hồi đấy. Có thể là không gây ấn tượng với tôi hay chăng. Đến con trâu thứ ba được lôi ra, đúng giữa sân thì nó bỗng vùng dậy, bốn chân đứng thẳng, đầu chui xuống, mắt đỏ sọng. Nó không kêu é ọ như những con khác, mà nó phát ra tiếng gừ gừ trong họng, nghe như tiếng chó. Mọi người lúc đấy chạy toán loạn, mấy người đang giết mổ cũng vứt dao bỏ chạy. Tôi nhảy qua cái bờ rậu của một nhà gần đó. Nhà này thì không có đất ở nên làm tạm nhờ đất chùa. Trời thì bắt đầu nắng nóng, mùi tanh hôi bốc lên, tiếng ruồi nhặng ầu ầu khắp khu vực. Con trâu đứng thở một lúc rồi lăn cành ra, và rồi nó lại chung số phận như những con trước đó. Chúng tôi xúm lại chiếc đầu bị ném quăng ra gần đó. Mắt nó vẫn mở vẫn chớp, thản nhiên giáo hoành. Một đứa nghịch ngợm còn dùng que cố tình chọc vào mắt nó, đến khi người lớn đuổi đi thì cả lũ mới ủ té chạy về. Năm 1982, tôi về phục viên. Đến cuối năm đó được mời làm công tác thông tin tuyên truyền ở thôn. Công việc chủ yếu là thu sản phẩm cho hợp tác xã hoặc tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch. Ngoài ra,
còn phục vụ các hội nghị hoặc Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Được khoảng 2 năm sau, do huyện hỗ trợ nâng cấp lên đài truyền thanh cơ sở, phương tiện bấy giờ còn thô sơ, một âm ly, một đài, một cassette nội địa Nhật. Vì chưa có điện nên chạy bằng ắc quy 24V, chỉ phát thanh khi cần thiết để tiết kiệm điện. Phòng truyền thanh thì là một căn phòng nhỏ, nằm ngay trên đất chùa, chỉ có một cửa duy nhất trên lợp ngói xi măng. Những buổi phát thanh buổi tối thì phải dùng đèn dầu mà là dầu đỏ, vì thế nhiều sáng khi rửa mặt hai lỗ mũi đen sì. Tôi ở gần nên kiêm luôn việc trông coi và ngủ luôn ở đấy. Công việc diễn ra đều đều. Rồi đến một hôm, trời thì đang mưa rả rích, đang ngủ ngon thì tôi tỉnh giấc, nằm mãi mà không ngủ lại được. Tôi trở dậy đi tiểu. Ra đầu hiên, gió thổi mạnh mà mưa khá to. Đang quay vào thì bỗng thấy ở xa xa, phía đông, có một khối hình tròn màu đỏ. Trong lòng như chứa rất nhiều đốm đỏ li ti đang bay về cây bồ kết nhà cụ Ngạch. Chính là vị thầy cúng mà tôi đã kể. Nó bay lượn vài vòng rồi dừng lại lơ lửng trên một cành bồ kết, sau đó tắt ngấm. Tôi lúc đấy đứng xem nhưng không thấy sợ, cho rằng do thời tiết nên xuất hiện linh tinh mà thôi. Đó là một hiện tượng bình thường. Khi vào nhà, tôi lại thao thức không ngủ được. Đến khoảng 2-3 giờ sáng, tôi bỗng thấy bức tường phía sau rung lên, rồi có tiếng phì phì cùng với tiếng gặm cỏ xoàn xoạt của trâu, nghe rất là rõ. Tôi cho rằng trâu nhà ai bị sổng chuồng nên ra đây phá phách vào ban đêm. Thế nên tôi cũng mặc kệ, và thực tình thì cũng là do ngại dậy. Nhưng lúc sau, bức tường lại rung mạnh hơn và vẫn tiếng gặm cỏ sột soạt, tiếng thở phì phì và cả tiếng bước chân nữa. Bỗng tôi nhớ ra phía sau tôi có trồng một hàng chuối cách đó mấy ngày để tận dụng đất bỏ hoang. Sợ con trâu phá hỏng chuối, tôi trở dậy, một tay cầm đèn pin, tay kia kéo vội chiếc áo mưa, định rằng sẽ bắt con trâu nhà ai đó rồi buộc vào gốc cây gần đó, chờ sáng mai sẽ bắt đền. Thế nhưng lạ thay, không thấy trâu đâu cả. Hàng chuối vẫn nguyên vẹn, phía gốc chuối không có cỏ vì vợ chồng tôi đã dọn sạch khi trồng chuối. Quét đèn pin nhìn khắp nơi, bốn bề im ắng, mưa thì vẫn rì rào trong đêm đen tĩnh lặng. Chẳng lẽ là ma hay sao? Thế nên tôi đi vội vào nhà, khoác áo mưa, ôm theo chiếc cassette và chuồn thẳng. Những đêm sau tôi phải nghi binh, chỉ lờ vờ lúc chập tối, còn ngủ ở nhà. Và cũng may, sau đó đài truyền thanh được chuyển lên hội trường, có người thường trực và trông coi riêng. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích thầy tôi kể chuyện ma. Tôi nhớ có những buổi tối mùa đông, thầy tôi khoác chiếc chăn chiên, chúng tôi rúc vào nằm chung quanh trên chiếc ổ rơm nghe thầy tôi kể chuyện. Những câu chuyện như cây tre ngả xuống đường rồi bật lên ở ngõ nhà ông Dưỡng, chuyện đàn lợn trắng chạy ùn ỉn ở đường ra mả nang, và chuyện hai con ma tung bóng đỏ chót cho nhau qua một chiếc ao ở gồ làng. Sợ nhất là ông thần đất, người ông to như cái thuyền, miệng như cái gầu tát nước, còn lưỡi thì bằng cái quạt mò. Cứ nghe đến đây là chúng tôi lại rùng mình, nằm nép sát vào ông sợ run như cầy sấy. Lớn lên thì biết rằng có chuyện thầy bịa ra hoặc kể truyền miệng để dọa trẻ con, nhưng những địa danh mà thầy tôi kể thì cứ mỗi lần có việc phải đi qua, tôi lại có cảm giác là lạ. Người thì ớn, gai gai và có chút sợ sợ. Vậy có ma thật hay không? Đã có rất nhiều tranh cãi về cái chuyện này. Riêng tôi nay đã cao tuổi, được chứng kiến 3 lần. Lần thứ nhất là tôi khoảng 7 đến 8 tuổi. Lần thứ hai là trong quân đội. Và lần thứ ba là khi tôi đã về phục viên. Tôi xin kể trước cái câu chuyện gặp lần hai với địa danh và con người thật là Đại Bản, An Hải, Hải Phòng 1974. Các bạn của tôi thời bấy giờ nếu nghe được chuyện này thì cùng tôi đi vào chuyện. Khi đấy, chúng tôi được triệu tập về một đơn vị đóng quân cách ga Dụ Nghĩa Hải Phòng
khoảng 2 cây số. Vì là đơn vị độc lập nên chỗ nghỉ không có mà phải ở nhờ nhà dân. Một số anh em trọ gần, còn khoảng hơn 10 người, có 3 nữ phải đi qua một chiếc cầu vào xóm Nghĩa Trang, trong đó có tôi, để ở trọ. Gọi là xóm Nghĩa Trang, nhưng thực ra ở đầu xóm chỉ có một khu nghĩa địa cổ, còn loang thoáng một vài ngôi mộ và những vũng trâu đầm nham nhở trên một diện tích không rộng lắm. Đây cũng là lối chính để vào xóm. Tôi thì trọ ở một nhà nằm chia ra đầu xóm, nên cách xa cái khu nghĩa địa. Hàng ngày đến đơn vị, tôi thường đi tắt qua bờ ruộng để lên đường chính. Nhà tôi trọ quay hướng đông, đứng trước là nhà người em cách khá xa, nhưng quay khác hướng. Hai nhà làm chung một cái sân khá rộng, ranh giới là hai hàng gạch chạy ngang, cao khoảng 20 phân. Tôi mô tả chi tiết như vậy để khi xảy ra chuyện mọi người dễ hình dung. Bên cạnh sân của nhà tôi trọ là vườn cam sai trĩu quả còn xanh. Giáp nhà thì có hai lối, một đi ra ao cách khoảng 15 mét, còn một lối ở phía sau nhà là lối ra vòng vèo dẫn tới đường chính, chạy qua cái chỗ mà tôi đi tắt. Hàng ngày chúng tôi đến đơn vị tập luyện, hồi đó gọi là đội tuyên văn. Buổi tối không phải tập trung đọc báo hoặc họp hành gì cả, nên nam giới chúng tôi thường kéo đến nhà nhau hút thuốc lá, chơi tiến lên hoặc tán gẫu đến tận khuya. Nay nhà này, mai nhà khác, vô tư, chưa biết yêu đương là gì. Hôm đấy đi chơi về khuya, không hiểu vì uống nhiều trà hay do quá giấc mà nằm mãi tôi không ngủ được. Lại nghĩ đến bài tập ngày mai, tôi trở dậy, lẳng lặng cầm chiếc đàn guitar và chiếc ghế ba đai ra giữa sân chỗ giáp xanh hai nhà, vừa thoải mái và cũng để đảm bảo giấc ngủ cho mọi người. Lúc đấy trăng đã lên cao, ánh sáng nhạt nhòa. Tôi quay về phía ánh trăng và say sưa với những bản nhạc mà tôi rất thích hồi bấy giờ. Bỗng dưng tôi cảm giác ớn lạnh khác thường ở phía sau. Quay lại thì thấy có người mặc áo trắng không rõ mặt đang đi về phía tôi. Thấy tôi quay lại thì người đó dừng, sau đó lẳng lặng quay đi ra ngõ rồi mất hút sau khuất trái nhà. Tôi thì cười cho rằng chắc là cô Linh trọ nhà ở bên cạnh định sang chơi, thấy tôi đang say sưa nên quay lại. Tôi lúc đấy vẫn mải mê đàn. Các bản nhạc lúc bấy giờ ngoài nhạc Việt Nam còn là nhạc Liên Xô rất được ưa chuộng, như Chiều Moscow, Tình ca Ukraine, Tình ca Thảo Nguyên, Ca Chiêu Sa, vân vân. Trong khi đang say sưa với bài Nước Nga Tổ quốc tôi thì bỗng có một cảm giác ơn ớn gai gai ban nãy lại xuất hiện. Quay lại thì rõ ràng đúng là một người con gái, nhưng không rõ mặt. Áo trắng nhưng không mảnh mai như lúc trước, mà to cao hơn, đang đi đến gần tôi. Thấy tôi nên cô ấy quay lại và đi rất nhanh rồi lại mất hút vào trái nhà. Lúc này tôi có cảm giác xung quanh tôi vẫn như mới chập tối. Tiếng gà choe choé mà thằng Hiếu, con ông chủ, đang bắt vào chuồng. Vì tối nào cũng vậy, lũ gà nhà ông chủ cứ đứng ở ngoài rúc đầu vào nhau không chịu lên chuồng. Rồi lại nghe thấy có tiếng rội nước ào ào của anh hàng xóm đến tắm nhờ ở cầu ao. Ngồi tĩnh lặng một lúc, bắt đầu thấy ngờ ngợ. Tôi cầm đàn và xách theo chiếc ghế, rón rén đi ra phía trái nhà, chỉ thò mỗi đầu ra để quan sát, vì tôi nghi có kẻ dính ăn trộm cam của chủ. Nhưng trong ánh trăng xuông, bốn bề im lặng. Do mấy ngày mưa lớn nên cái lối nhỏ và lối ra bờ ao vẫn ngập nước. Tôi trở vào nhà và gọi ông chủ. Bố ơi, thằng Hiếu nó về chưa ạ? Ông chủ mới trở mình rồi nói. Nó về lâu rồi mà anh vẫn chưa ngủ à? Nghe thấy vậy, ông chủ chồm dậy cầm đèn pin ra soi chuồng gà, và cũng chẳng thấy có gì khác lạ. Tôi thì đi ngủ không biết là mấy giờ đêm, vì nhà vốn không có đồng hồ. Sáng hôm sau, trên đường đến đơn vị, tôi gặp cô Linh và có chộp hỏi. Này, tối qua sang chơi sao em không vào? Cô lúc đấy đứng sững người, mắt tròn xoe nhìn tôi. Em có sang anh đâu, tối qua ba chúng em đi ngủ sớm. Mới lại mưa lội
ngại bỏ sư ra ấy. Buổi trưa, tôi đến nhà một anh tên là Gội. Anh này thường tắm nhờ ao nhà ông chủ. Anh cho biết do nước ngập bẩn nên mấy ngày nay anh tắm nước mưa ở nhà. Vậy là cô Linh đến chơi, tiếng bắt gà choe choé, rồi tiếng dội nước ở ao là không có. Khoảng 2 ngày sau, do lối đi tắt bị ngập sâu, tôi ở đơn vị đi về lối chính. Đến lối rẽ về nhà, bỗng thấy có nhiều người đứng tập trung đang bàn bạc gì đấy. Lại gần thì tôi sững người và có phần run run. Trước mắt tôi là một cái ngôi tiểu sành trồi cao nằm chính giữa ngõ đi do nước rút. Xung quanh run rế đã đổ lên, cách nhà trọ tôi chỉ chừng 5 mét. Sau đó mọi người chuyển đi đâu thì tôi không rõ. Câu chuyện kế tiếp do một người chú có nick là Nhàn Công Nguyễn chia sẻ vào năm 2018. Năm tôi đi học sơ tán ở Đông Anh, mẹ tôi gặp bạo bệnh và đã qua đời. Mấy đêm sau khi mẹ ra đi, anh em tôi đều mơ thấy cửa buồng bật mở lúc nửa đêm và người bị nhấc bổng bay lên không trung. Khi kể chuyện thì mọi người đều bảo hồn mẹ tôi vẫn chưa siêu thoát, nhớ các con quá nên hiện về. Nơi chôn cất bố mẹ tôi là Gò Bơ, là một nghĩa trang nhỏ của bệnh viện K74 nằm cách quốc lộ khoảng 500 mét. Địa thế đẹp, cây cối tùm mát mẻ. Hàng năm cứ vào dịp tháng 3 âm lịch và vào cuối năm thì anh chị em và con cháu trong nhà lại làm một chuyến xe lên thăm mộ, sưởng sang phần mộ các cụ và thắp hương tưởng nhớ. Cách đây mấy năm, có dạo cả nhà ai cũng gặp chuyện không hay. Bà chị gái đi xe đạp đang yên lành thì bị taxi đâm vào bệnh viện. May mà không làm sao. Tôi và cô em tự nhiên cứ đau nửa đầu mà người cứ nôn nao khó chịu. Thấy người ta bảo chắc là phần mộ các cụ bị động, cả nhà mới tức tốc đánh xe lên xem sao. Quả nhiên có một gã thầu vườn gần đó cho người đập bia của các cụ, mục đích là để vòi tiền. Gia đình tôi bực lắm nhưng cố nén và thuê chính nhóm thợ của hắn xây sửa lại mộ các cụ và hàng năm đều trả tiền trông coi. Thế mới êm. Nhưng nhà hắn sau đó, ông cụ thân sinh bỗng nhiên tự dưng đổ bệnh rồi qua đời. Phải chăng là quả báo? Quanh mộ các cụ nhà tôi còn có cả chục ngôi mộ thương binh và thanh niên xung phong vô thừa nhận chết từ những năm 1966-1967. Có một đêm, bà chị dâu trưởng mơ thấy có người về báo mộng xin xây nhà mới, vì những ngôi mộ này sau nửa thế kỷ đã sụt lún nghiêm trọng, bia đá cũ kỹ phải đọc mãi mới ra chữ. Cả nhà liền bàn nhau và xin phép chính quyền địa phương tình nguyện làm công đức một cây hương thờ thần linh và xây mới cả chục ngôi mộ này. Một thời gian sau, chị dâu tôi còn mang danh sách những ngôi mộ đấy đến tòa báo quân đội nhân dân nhờ thông tin tìm thân nhân, với hy vọng những linh hồn và thân xác của họ được về đoàn tụ với gia đình. Và tin vui đã đến. Qua báo chí, internet, có hai gia đình thương binh liệt sĩ đã liên hệ với chị dâu tôi tìm thân nhân của họ và đón rước về quê hương. Ngày trở về của một liệt sĩ quê Quảng Nam cử hành rất trọng thể. Chị dâu tôi cũng vinh dự được mời vào tận nơi với lòng biết ơn sâu sắc của gia đình liệt sĩ và chính quyền địa phương. Tỉnh đội còn ngỏ ý bồi dưỡng cho gia đình tôi 3 triệu đồng tiền công phát hiện phần mộ liệt sĩ theo chế độ, nhưng chị tôi nhất quyết không nhận. Từ đó, gia đình tôi cứ mong ngóng và nuôi mãi hy vọng sẽ tiếp tục có thêm những gia đình khác đến tận nơi đón nhận các thân nhân về. Mỗi lần lên thắp hương cho các cụ, chúng tôi đều thắp hương, dâng hoa tiền vàng cho các vong linh ấy như những người thân trong gia đình. Bởi tôi tin chắc rằng có một thế giới tâm linh hiện hữu và trời Phật luôn có mắt. Vì vậy, hãy năng làm việc thiện có ích cho đời. Kế tiếp là câu chuyện của một bạn có nick Facebook là Thúy Huyền, chia sẻ vào năm 2021. Anh hàng xóm nhà tôi hơn tôi 1 tuổi. Thời thanh niên chúng tôi là bạn. Chẳng may anh đua đòi chơi bời, dính vào nghiện hút và mắc bệnh mất vào năm 2017. Và có một chuyện rất lạ đã xảy ra. Quê tôi thì ở ngoại thành Hà Nội,
Anh sinh ra và lớn lên ở quê. Đến tuổi ngoài 20, anh lên Yên Bái làm ăn, lấy vợ và lập nghiệp ở đó. Thời gian đầu, anh tu chí làm ăn nên cũng có rất nhiều bạn bè. Sau anh sa ngã, bạn bè cũng xa dần. Khi anh ốm nặng thì được vợ con cho về quê một thời gian thì anh mới mất. Lúc anh sắp mất, vì anh đau đớn quá, gia đình có đưa anh lên y tế huyện để cấp cứu nhưng không qua được. Ra đến cổng bệnh viện thì anh đã mất. Gia đình đưa anh về nhà làm ma theo phong tục địa phương. Quê tôi thì người chết ngoài đường vẫn được mang vào nhà làm ma và cúng cơm 50 ngày như mọi người. Thời trẻ, anh có chơi với một anh ở Yên Bái. Do anh sa ngã nên anh bạn kia cũng không còn liên lạc với anh rất lâu rồi. Bây giờ thì anh bạn kia là một đại gia giàu có nhất nhì tỉnh Yên Bái. Khi anh mất được một tuần, anh bạn kia có gọi điện về cho vợ anh hỏi xem có phải là anh mất rồi không, vì anh mất ở quê. Anh bạn này gọi để xác nhận một chuyện ly kỳ. Anh ấy kể rằng anh ấy mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, là lúc đấy anh bạn kia đang ở bên Trung Quốc không có nhà. Anh ấy mơ thấy anh Hùng hàng xóm nhà tôi đến bảo với anh ấy rằng tao chết được một tuần rồi mà tao không được về nhà tao, nên tao đói và rét quá. Bây giờ chỉ có mày giúp được tao thôi, vì mày giàu. Anh bạn hỏi giúp bằng cách nào thì anh Hùng bảo tao chết cách nhà tao 4 cây, nên khi tao về làng, ông Thành Hoàng làng không cho tao vào làng, tao không về nhà tao ăn cơm được. Bây giờ trong số bạn bè của tao có mày là giàu có nhất, nên mày phải giúp tao tìm được nhà ngoại cảm nổi tiếng, biết nói chuyện với người âm để xin ông Thành Hoàng cho vào làng. Anh bạn kia có nhận lời và gọi điện cho vợ anh Hùng để xác minh sự thật. Sau đó anh thu xếp công việc bên Trung Quốc, về nước đi tìm nhà ngoại cảm giúp anh Hùng. Ít ngày sau thì anh cũng nhờ được một bà rất nổi tiếng và đưa về quê tôi giúp anh Hùng. Đầu tiên nhà ngoại cảm đến cổng bệnh viện nơi anh Hùng chết làm lễ đón anh về. Trên đường về, bà ngoại cảm hỏi bạn anh Hùng có phải khi còn sống anh Hùng nghiện ma túy không, mà sao lên xe cứ ngáp ngắn ngáp dài. Anh bạn mới giật mình gật đầu. Đến khi về tới đầu làng, qua nhà ngoại cảm, anh Hùng có bảo vợ rằng tìm cho anh Hùng một cái áo kẻ mà ngày anh ấy còn khỏe anh ấy hay mặc để đi lại giữa Hà Nội và Yên Bái. Cái áo đấy thì anh ấy cất kỹ trong hòm, lâu rồi không có mặc. Qua nhà ngoại cảm nên vợ mới tìm được để mang ra làm lễ cho anh ấy. Ngoài đầu xóm nhà tôi thì có một cái gò thờ Thành Hoàng, là tôi gọi là gò động thổ, vì ai có việc gì lớn trong nhà đều phải đến đây làm lễ. Gò này thì rất thiêng và cổ kính. Bà ngoại cảm mang ra gò một mâm lễ đơn giản và cái áo kẻ của anh ấy. Bà làm lễ xong, không biết bà nói chuyện với thần gò như thế nào, mà một lúc sau bà bảo cả nhà là đấy nó về nhà được rồi đấy. Ông Thành Hoàng đã đồng ý cho nó vào làng rồi. Rồi sau đó cả nhà lễ tạ ra về. Về sau, nhà ngoại cảm lại đội mâm lễ có cái áo ngồi giữa nhà làm lễ thổ công chúa đất cho anh ấy vào nhà. Rồi bà ấy bảo với vợ anh Hùng rằng anh ấy đã vào nhà và đang nằm đắp chăn đỏ trong buồng. Giờ vào mời anh ấy ra nói chuyện. Chị vợ vào buồng thì có cái chăn đó của chị dâu ở giường thật, vì hôm trước đấy bà cô sang ngủ cùng với cháu dâu có mượn thêm cái chăn. Chị vợ mới mời chồng ra nói chuyện qua nhà ngoại cảm. Chị vợ hỏi thế cả chục ngày nay anh ăn gì ở đâu. Anh chồng vừa khóc vừa nói anh lang thang đi khắp nơi, gặp một số bạn cũng chết vì nghiện, kêu mang cho ăn cho ngủ cùng. Anh Hùng này chết nhưng vẫn còn khôn lắm, còn nhờ được anh bạn giàu có lo hết cho mình. Rồi lại bảo người ta, tao còn vợ con đấy, tao không lo được cho vợ con tao, giờ nhờ mày, mày có gì thì giúp đỡ nó, không được lấy tiền chi phí của buổi lễ này đâu đấy. Do vốn dĩ cái việc mời nhà ngoại cảm hết tận mấy chục triệu. Chị vợ thì là người sắc sảo và có lòng tự trọng, nên sau buổi lễ, dù anh bạn chồng rất muốn giúp đỡ kinh tế, nhưng em ấy từ chối, chỉ xin nhận chi phí buổi làm lễ cho chồng mà thôi. Một câu chuyện khác cũng do bạn Thúy Huyền chia sẻ. Tôi băn khoăn con trai tôi ở chùa Linh Tiên, Hoài Đức, Hà Nội. Chùa chỉ cách nhà tôi vài cây số, nên tôi hay đến chùa làm lễ.
Mỗi lần đến làm lễ, tôi hay la cà vào phòng khách của nhà sư trụ trì và nghe được nhiều câu chuyện khó lý giải. Cách đây gần chục năm, hôm tôi đi lễ và cũng vào phòng khách của nhà chùa, nhưng nhà sư lúc đó đi vắng. Ngồi chờ nhà sư, ngoài tôi còn có hai mẹ con một gia đình nữa. Vì tôi là người cởi mở hay chuyện trò nên tôi có làm quen và nói chuyện với mẹ con cô ấy. Người mẹ thì cũng dễ gần, còn cô con gái có vẻ trầm tư và hơi vô hồn. Gia đình cô thì sống ở bãi Phúc Xá, Hà Nội, cách chùa tầm 25 cây số. Hai cô cháu vừa nói chuyện thì sư trụ trì đi về. Cả ba cô cháu cùng chắp tay cúi chào nhà sư. Nhà sư đến gần cô gái vuốt tóc rồi bảo hôm nay chồng con có khởi sắc hơn. Cô bé lúc đấy mới mỉm cười. Tôi thì tính tò mò nên hỏi cả nhà sư và mẹ cô bé câu chuyện liên quan đến em ấy. Nhà sư thấy tôi chăm chú muốn biết tường tận câu chuyện ly kỳ mới bảo mẹ cô ấy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Cô ấy kể rằng con gái cô năm 16 tuổi có người yêu. Người yêu cũng là người ngoài phố. Yêu nhau được một thời đến mức gần như vợ chồng thì cô bé bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc. Hai vợ chồng cô suy sụp hoàn toàn và tìm mọi cách để tìm con. Cô thì là người yêu con vô bờ bến nên có bao nhiêu tài sản gom góp hết lại cho chồng cô sang Trung Quốc tìm con. Đất nước bạn rộng lớn, mênh mông, sau vài tháng thì chú ấy cũng chưa tìm được dấu vết của con. Tiền thì đã hết, chú ấy có trở về nhà. Không tin là mình không tìm được con nên cô chú ấy bán nửa đất để lấy tiền đi tìm con tiếp. Lần sang này, ngoài nhờ công an bên đó, chú còn nhờ cả những người Việt thông thạo đi tìm con hộ. Đất nước Trung Quốc thì rộng lớn mênh mông, người thì đông như kiến. Chú ấy tìm con thì như là tìm chim trên trời, tìm cá dưới biển. Sau mấy tháng trời, hết tỉnh nọ thành kia, chú ấy lại thất vọng trở về với con số 0. Đang trong cái lúc tuyệt vọng thì điều kỳ diệu xảy ra trong giấc mơ của cô ấy. Cô có kể rằng hôm đấy thao thức mãi cô mới chợp mắt được. Vừa mới chợp mắt xong thì cô nghe thấy có tiếng gọi: "Mẹ ơi!" Cô nhìn ra cửa thấy có một bé trai tầm 5-6 tuổi bụ bẫm đang nhìn cô. Đứa bé bảo là: "Mẹ không nhận ra con à?" Cô lắc đầu. Đứa bé nói tiếp: "Mẹ nhận thế nào được chứ? Nhưng mẹ có nhớ cách đây 5-6 năm mẹ đến bệnh viện phụ sản Hà Nội bỏ một hình hài 3 tháng tuổi hay không? Con chính là đứa bé đó đây." Lúc đấy trong mơ cô òa khóc, với tay ôm lấy chú bé vào lòng, bảo là con thông cảm cho bố mẹ vì điều kiện bố mẹ không thể giữ con được. Chú bé mới bảo là không, con không oán bố mẹ đâu, vì con được làm con của bố mẹ là vui lắm rồi. Con không có duyên sống cùng bố mẹ là do phận con mỏng. Nghe con nói như thế thì cô chỉ khóc. Chú bé lúc đấy có lau nước mắt cho mẹ, bảo là con thấy bố mẹ đi tìm chị khổ quá mà chẳng thấy. Con muốn đi cùng bố tìm chị cho mẹ mà hai lần còn theo bố đến biên giới lại bị gạt lại, không thể sang cùng với bố được. Con có sang được bên đó con mới tìm được tung tích của chị. Con cũng luồn lách mọi ngõ ngách, đi khắp nơi có người Việt mình. Khi nào thấy chị con sẽ dẫn công an bên đó đến giải cứu. May ra mới tìm được chị cho mẹ. Cô thì càng khóc càng to. Chú bé mới bảo là thôi mẹ đừng khóc nữa, con sẽ có cách để sang được bên kia. Rồi chú bảo mẹ là hãy tìm đến chùa Linh Tiên nhờ sư trụ trì dâng sớ xin giấy thông hành cho chú. Cô lúc đấy mới bừng tỉnh, vùng dậy ghi chép những điều vừa mơ thấy. Sáng ngày hôm sau, cô đi tìm chùa Linh Tiên luôn. Vì cô mới nghe được chùa Linh Tiên nên bừng tỉnh mà không biết chùa nằm ở tỉnh nào của Việt Nam nên không tìm được. Và đêm kế tiếp, chú bé lại về nói chuyện với mẹ, chỉ đường cho mẹ đi, bảo rằng chùa cách nhà ta 25 cây đi về hướng Tây. Từ nhà mình đến chùa phải đi qua hai cái cầu to là cầu Giấy và cầu Diễn. Rồi mẹ vào làng phải đi qua một cái cầu đá nữa mới vào được chùa. Khi mẹ đến chùa sẽ gặp sư bác người nhỏ và lùn. Sau đó mẹ mới gặp được sư trụ trì. Theo chỉ dẫn của con, với lại Hà Nội chỉ có một chùa Linh Tiên nên hôm sau chị cũng tìm được đến chùa y như lời con nói. Đến nơi thì sau khi gặp được sư trụ trì Thích Đàm Chính và trình bày hoàn cảnh của mình và lời con trai nói, cô gọi đấy là cậu bé đỏ.
nhà sư mới nhận lời giúp và hẹn cô ngày làm lễ dâng sớ. Sau khi làm lễ dâng sớ, chồng cô lại gom góp nốt tiền bạc sang tìm con. Và đúng như lời chú bé báo mộng, lần này sau có nửa tháng thì công an tìm được nhà thổ có con gái cô, và họ giải cứu bàn giao cho chồng cô đưa con về nhà. Vui mừng vì tìm được con, nhưng cô đau thắt ruột vì giờ đây con cô như người vô hồn, tâm thần thì luôn hoảng sợ. Bởi sau một năm, con cô bị bắt cóc đã qua tay mấy nhà thổ. Bọn chủ nhà thổ nó bắt con cô ngày đêm tiếp khách, không có giờ giải lao. Từ khi tìm được con về, ngày nào tuần nào cô cũng đều cho con đến chùa Linh Tiên để nhà sư trấn an, lấy lại dần dần tinh thần cho con. Hôm tôi gặp cô thì cô có bảo con cô đã đỡ được rất nhiều. Khi bảo cô kể cho tôi nghe hết cái câu chuyện ly kỳ đấy, nhà sư có bảo với tôi rằng thầy khuyên cô bé ở chùa với thầy một thời gian cho tĩnh tâm, nhưng nó sợ thầy giữ nó ở luôn vì nó vẫn thích lấy chồng. Cả mẹ cô bé và tôi cùng cười. Tôi nghe được câu chuyện này và ấn tượng mãi, không quên cho đến ngày hôm nay. Hà Nội, một ngày trở gió tháng 11 năm 2021.